cảm ơn bác Bình An nhé. Hiểu chưa? Con trai hay con gái nhỉ cô Trang nhỉ? Con trai à? Nhìn mặt men lì, không biết phải trai không? Yêu rồi. Con cảm ơn bác Bình An nhé. Bác đang khen con đáng yêu đây này. Rồi tìm ăn. Mồm kìa, yêu chưa? Xinh chưa? Vâng, em bé này sạch sẽ lắm bác ạ. Cảm ơn bác Thạch Phương nhé. Mồm háu ăn chưa? Yêu ơi, anh đá quá con ạ. À, cô Trang mặc áo ra thôi mà. Tóc tốt nhỉ.
Đánh đá. Con cảm ơn cô Phương Phạm nhé. Các cô chú thấy con có yêu không? Mồm này, tìm ăn từ nãy giờ. Kiểu đang đói, đang đói thì bị các cô chú nôi ra ấy. Mấy giờ? 2 giờ à? 2 giờ chắc giờ này mẹ hay uống sữa, mẹ hay ăn vặt hay sao? Bác Ngọc Thiên Trần đoán con được 3 ký. Xem nào, xem con được mấy ký nào. 3 cân. Đúng tròn 3 cân bác ạ. Bác đoán chuẩn thế. Dạ vâng, con cảm ơn cô Huệ Bùi nhé. Xinh chưa? Cái mồm xinh chưa? Dạ, con cảm ơn cô Vương Hiền ạ. Con cảm ơn các cô, các chú nhé.
ngáp ngủ. Hết thì Văn Lợi ngáp ngủ. Thanh niên này. Ấm rồi nhỉ. Ấm quá rồi. Ê, bây giờ cô Trang cho con ra với gia đình nhá. Yeah.